Xoay là một dụng cụ không thể thiếu trong tạo hình của kim công. Kim xoay tạo cũng gồm hai phần, phần chân đế bằng kim loại và phần mặt bàn xoay bằng thạch cao. Thạch cao này được trộn với một công thức đặc biệt để tạo được rắn chắc cho bàn xoay. Ta lấy một phần đất đổ dùng để tạo hình sản phẩm. Ta sẽ vo tròn đất lại, sau đó đặt vào tâm bàn xoay. Dùng cạnh bàn tay ấn thẳng vùng đất xuống, để đảm bảo đất được cân trên bàn xoay. Ta có thể xoay thử xem đất đã cân chưa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm cân đất trên bàn xoay cạnh cao. Trong trường hợp đất cảm thấy cứng, ta có thể nhào lên nhào xuống để đất được dẻo hơn. Chưa cân lắm. Hiện tại cục đất của chúng ta đã tương đối cân.